chị Ami xin chào các em. Hôm nay chị Ami sẽ cùng các em thay 3 bộ váy xinh đẹp, 3 bộ váy công chúa cho 3 bạn búp bê của mình nha. Đây, chị có 3 bộ váy công chúa cực xinh luôn, có 3 màu nha. Và bên này chị Ami cũng có rất là nhiều giày để phối với bộ váy, để cho các bạn búp bê của chúng ta đẹp lung linh luôn. Wow, 3 bạn búp bê của chúng ta rất là xinh xắn, đang chờ được mặc những bộ váy đẹp. Đầu tiên, chị xin giới thiệu với các em, đây là búp bê Barbie. Barbie của chị đang mặc một chiếc váy ngủ nè, màu đen và có ren ở dưới nha. Có một bông hoa rất là xinh ở trên ngực, màu tím. Mái tóc của Barbie rất là dày. Barbie có một khuôn mặt rất là xinh luôn. Đôi môi màu hồng, chị rất là thích nha. Tí nữa thì Barbie sẽ được mặc đồ đẹp nha. Trời, Barbie đứng đây chờ một tí. Tí nữa chị sẽ mặc đồ đẹp cho Barbie. Và bây giờ chị xin giới thiệu với các em, đây là búp bê Bella của chị. Chị đã đặt tên bé này là Bella, một bé búp bê có khớp, với mái tóc vàng và có lai hồng rất là xinh luôn. Khuôn mặt rất là đẹp, chị đã giới thiệu trong video một lần trước với các em rồi. Và Bella đang mặc một chiếc váy sọc nha. Một chiếc váy ống sọc rất là xinh, dễ thương quá. Tí nữa Bella cũng sẽ mặc một cái đầm công chúa cực đẹp luôn nha. Rồi, tiếp theo chị sẽ giới thiệu với các em bạn búp bê tiếp theo. Bạn này thì chị đặt tên là Linda. Và Linda đẹp quá phải không các bạn? Với mái tóc nâu dài, xoăn nhẹ. Bé Linda đang mặc một chiếc váy da bèo và có một chiếc vòng cổ rất là lóng lánh trên cổ. Wow, bạn này chắc mặc váy sẽ đẹp lắm đây. Rồi, bây giờ chị sẽ giới thiệu với các em bộ váy đầu tiên nhé. Wow, một bộ váy màu vàng. Wow, đẹp quá với độ phồng. Và ở trên này thì chúng ta có những phần ren nè, những phần ri băng xung quanh phần ngực rất là đẹp. Ở dưới này thì có một phần vải có in những chi tiết họa tiết màu vàng óng ánh luôn, tôn lên chiếc váy. Bây giờ chị sẽ mặc lên cho Barbie nha. Barbie của chúng ta mặc vào rất là đẹp luôn, rất là vừa vặn luôn đó. Barbie ơi, em đẹp quá. Wow, chiếc váy phồng. Trong Barbie của chúng ta như một nàng công chúa lộng lẫy luôn. Tuyệt vời. Wow, đẹp quá. Chị rất là thích luôn các em ơi. Barbie giống như là một nàng công chúa vậy đó. Chiếc váy phồng ra trông như là một thiên thần ý. Và chị sẽ kết hợp một đôi giày màu vàng cho Barbie nha. Tông xịt tông với cái váy luôn. Wow, tuyệt vời. Đẹp quá. Tiếp theo chị sẽ giới thiệu cho các em bộ váy thứ hai, một bộ váy màu hồng xinh lung linh luôn, với những cái ren màu hồng nhỏ được kết ở trên này. Và ở dưới
cũng là một tấm vải với những họa tiết màu vàng. Wow, đẹp quá. Tôn lên chiếc váy của chúng ta. Và chiếc váy rất là bồng bềnh. Chị sẽ mặc cho bạn búp bê thứ hai nha. Wow, bạn này có lai tóc màu hồng nên chắc sẽ rất hợp đây. Bộ váy này rất là dễ mặc và không cần phải gỡ cái đầu của búp bê ra luôn đó các em. Xong rồi, chị đã mặc xong cho bạn này rồi nè. Chải tóc là cho bạn một tí nào. Wow, đẹp quá. Cũng rất là vừa vặn luôn. Wow, xinh quá đi. Rất là hợp với bé búp bê này đó. Với bộ đầm hồng này thì chị sẽ kết hợp với một chiếc giày màu hồng nha. Đôi giày màu hồng thật là đẹp, thật là hợp với bộ váy đúng không nào? Wow! Giờ thì bạn ấy có thể đi dự tiệc được rồi. Như là một công chúa hoàng gia vậy đó. Trời ơi, xinh quá. Chị rất là thích chiếc váy này. Và tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau qua chiếc váy thứ ba nha. Cũng là chiếc váy cuối cùng rồi. Một chiếc váy màu đỏ. Wow. Màu đỏ thì trông rất là sang trọng. Và ở đây có một bông hoa nhỏ nữa nè. Ở dưới là họa tiết hình trái tim cũng màu vàng luôn. Trời ơi, búp bê Linda mặc bộ này chắc đẹp lắm đây. Bạn Linda đâu rồi? Đây, bạn sẽ được mặc bộ váy màu đỏ nha. Ta-da! Wow, quá đẹp luôn. Bộ váy màu đỏ này tôn lên nước da trắng của bạn Linda. Wow, chiếc váy phồng trông rất là đẹp. Xoay một vòng cho các bạn xem nào. Và bạn ấy còn có chiếc một chiếc vòng cổ nè, rất là hợp với chiếc váy này. Và chúng mình sẽ kết hợp một đôi giày màu đỏ có chiếc nơ xinh xắn. Mang vào thôi. Đẹp quá, rất là vừa vặn luôn. Wow, bạn Linda của chúng ta nhìn xa xa cũng như một nàng công chúa luôn. Vì đây là chiếc đầm công chúa mà đúng không? Chị sẽ chỉnh lại chiếc vòng cổ cho bạn ấy một tí nha. Wow, đẹp quá. Nói chung là ba bộ nào chị Ami cũng thích hết. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại ba nàng công chúa xinh xắn yêu kiều của chúng ta nha. Wow, Barbie. Cô ấy đang mặc là một bộ váy công chúa màu vàng. Rất là đẹp và rất là sang trọng. Tiếp theo, Bella. Bộ đầm cô ấy đang mặc có màu hồng, rất là xòe, rất là phồng và rất là hợp với lại mái tóc của cô ấy. Tiếp theo, Linda. Trông cô ấy thật sang trọng với một bộ váy màu đỏ. Và bộ váy này tôn lên được làn da trắng của cô ấy. Trong ba nàng của chúng ta thật tuyệt vời. Hãy nhấn like và đăng ký để xem những video mới nhất và hay nhất nha. Chào tạm biệt các em.